Buổi tập của đội tuyển Việt Nam bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng trước đó 40 phút, các trợ lý đã sớm có mặt ở sân để chuẩn bị dụng cụ tập luyện. Từng người được phân công nhiệm vụ rõ ràng và tất cả phải hoàn thành trước khi các tuyển thủ có mặt. Đây là cách làm tương đồng với người tiền nhiệm Toshiamira trước đây, chuyên nghiệp từ cách bắt đầu một buổi tập. 9 giờ 45, các thành viên của đội tuyển Việt Nam có mặt. Việc đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo làm là kiểm tra lại quá trình chuẩn bị của các trợ lý. Khi mọi việc đã đâu vào đấy thì đúng 10 giờ, buổi tập của các tuyển thủ diễn ra. Ngay cả phần khởi động, nhận thấy các thủ môn chưa thực hiện đúng yêu cầu, huấn luyện viên Park lập tức nhắc nhở trợ lý Võ Văn Hạnh chỉnh sửa. Và ông cũng thể hiện sự quan tâm với các tuyển thủ ở phần sân đối diện. Trong buổi tập đầu tiên này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa đưa ra yêu cầu chuyên môn cao mà chủ yếu tạo ra bầu không khí thoải mái cho các cầu thủ. Nhưng dù đó chỉ là một buổi chơi nhẹ với bóng, thì người nào sai ở đâu, ông lập tức chấn chỉnh ngay. Với cá nhân Quyết nghĩ thì đầu tiên ông là một người rất là vui vẻ và hòa đồng. Nhưng trên hết là sau một cái buổi họp thì cá nhân Quyết cũng như toàn đội cũng hiểu được những cái triết lý mà quan trọng hơn nữa trong bóng đá là phải có cái kỷ luật thì ông đã đưa ra. Mới chỉ qua một buổi tập thì chưa thể nhận xét được gì về chuyên môn, nhưng cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo tự giới thiệu về phong cách làm việc của mình thì rõ ràng ông đã mang đến ấn tượng đầu tiên, đó là tính kỷ luật và sự tỉ mỉ. Có thể thấy ngay trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện rõ phong cách làm việc của mình là chú trọng nhiều đến vấn đề kỷ luật. Và theo thông tin mà chúng tôi có được thì huấn luyện viên người Hàn Quốc đã đưa ra 6 quy định bắt buộc các cầu thủ phải tuân theo. Điều đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ ở ghép phòng theo yêu cầu của ông để tăng tính đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các cầu thủ trong đội. Điều 2, các cầu thủ phải đúng giờ tuyệt đối khi có lịch tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi của đội, không có giờ giới nghiêm cụ thể cho đội tuyển Việt Nam. Điều 3, các cầu thủ không được sử dụng điện thoại di động khi đi ăn hoặc đi họp cùng đội. Điều 4, nghiêm cấm các hành vi phê phán đồng đội hay truyền tải thông tin nội bộ của đội ra ngoài bằng các hình thức, trong đó có tin nhắn. Điều 5, về trang phục, các cầu thủ phải mặc đồng phục, áo đội tuyển và huấn luyện khi đi ra ngoài hoặc tập luyện cùng nhau. Điều 6, nếu muốn trả lời phỏng vấn thì phải được sự cho phép của ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.